Nó có tắm biến không? Hỏi hỏi mà nó hỏi mà không trả lời luôn. Nó chưa. À đấy, nó mất tâm biến, nó giết thằng lúc rồi. Trời ơi, giờ mới trả lời. Chết cơ. Cầm bót thì mạnh quá, cầm thức xuống ngoài. Khó luôn. Trời ơi, quên nó còn tóc biến, quên nó còn tóc biến. Trời. Nó nhìn thấy cái boss rồi, rồi boss có R luôn, boss có chiêu cuối luôn, boss có chiêu cuối, boss có dịch chuyển luôn, boss có dịch chuyển nhưng mà chưa dịch chuyển được, boss vẫn chưa dịch chuyển được, boss đang dịch chuyển rồi, boss tới rồi, bố rồi, bây giờ không ăn được mạng nào, lưỡi này chồng, lúc nữa mà nãy giờ trì cái boss không. Họ chơi lớp ói cơm. Dạ, ADO rồi, ADO rồi. Sao mà đi chạy đường đó, sao mà chạy đường đó. Rồi, đang rô nè. Phản công. Phản công chứ. Phản công. Chứ dở ghê, các bạn đó dở ghê, mất tóc biến là dở đó. Phản công. Nó quýnh ở trên rồi anh Quyền ơi. Nó cứ bú qua chốc không à. Tà đeo. Thằng ngốc rồi. Thấy rồi. Nó cốt rồi. Bỏ xong game rồi. Lớp giờ tháng coi còn hàng gì. Trời ơi, sao được. Mà anh Quyền làm khó game quá nha, cho đa bình nó xanh quá nha, cho đa bình nó có mạng là không được quá. Anh có cho mạng đâu, một sức rồi, sức mình hơn nữa, sức mình nữa. Đánh cái kèo này mà để nó farm được rồi. Rồi chị kể ha. Để phải này là phải về nha. Rồi luôn nữa. Rồi sẽ 4. Sẽ 3 sẽ 4 sấy. Bú rồi. Có rớt đang kéo liên tục rồi. Lèo găng nó chán quá. Nếu có Mỹ Thư được khỏe. Rồi ta lại dịch chuyển xuống boss luôn. Dịch chuyển xuống boss luôn. Rồi nhưng mà chưa có dịch chuyển nha. Rồi mình di chuyển trước luôn. Ok. Mê cái cách Dimit chấp 700 vàng. Ồ. Chưa bắn mấy kill luôn hả? Mấy kill này. Thằng lộn mấy kill này. Chưa bắn mua cái quỷ thư. Trời ơi. Rồi có qua có lại luôn. Có 3 thằng, 3, 4 thằng rồi đó. Này AD hết kìa. AD chết rồi. Phải hôn gió, AD đó phải pha đó liền luôn chứ không thôi có máu. Nuôi được không? Boss nuôi được không? Để dịch chuyển ra lại. Rồi, để dịch chuyển ra lại liền. Nó sợ liền. Nó sợ cái dịch chuyển này lắm. Cái
hay là bảo bị nó bắt rồi. Ủa để chi ta dịch chuyển ra quên nữa má, chưa có cái em chưa có cái dài vệ quân, tự nhiên dịch chuyển ra pha đó có dài vệ quân nhìn đòn đó ta. Kêu sửa không lấy kêu sửa. Nó qua tụi nó qua, sức đó, sức nó qua kìa. Ôi da, cậu thủ hơi a dở cái này. Về ngay về luôn nha, về luôn nha, tôi về phát này luôn nha. Trời chết. Má, nó chụp. Giữ, giữ, chinh, giờ cuối quyền ơi. Mày đi, mày đỡ đi, mày tạm đi. Chết hết luôn trời. Sako khiển bóng đi, Sako khiển bóng đi, Sako ơi. Nó chậm á, nó chậm á, nó đang chuẩn bị giúp cá sấu nè. Coi chừng anh được. Nó về rồi, kìa kìa kìa. Ai da, còn một hit kìa. Ai da. Má phải quay ra cú đánh quyền pha đó chứ. Kiểu chiếc em khó chịu thì cũng nói à, chết cha bắt quyền. Cút rồi. Cút thọc rồi. Nó xuống thọc thì ra biết vậy chứ. Thành quá, nó thành quá. Ấy pha nó cắt là sát lên là lực đó nha. Sầu quá khó rồi. Rồi lại chết, chết liên tục rồi. Ủa, bắn được lông rồi. Bắn được lông rồi, khó rồi. Má mặt quá. Rồi, 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 phải bắt á, phải bắt á. Cái chén này là phải bắt á. Có cái mạng này ngon á. Chứ khi chết nằm xuống này thả nha. Nè nè nè, bồi nó vào mông nè, bồi nó vào mông nè. Chết mẹ rồi. Má lướt kéo qua tường nè. Chạy quyền ra. Chị chỉ sao lưng chơi luôn quyền ơi, phải chơi quyền ơi. Silas có phi hồ. Má để tôi Silas nó xanh quá. Đéo hiểu sao Silas nó xanh dữ vậy luôn. Bilan bị đè quá trời đè luôn. Đánh hồ nó xanh. Biết rồi, nó biết rồi. Nó biết hay lắm. Trời ơi, nó bị hóc về luôn chứ. Kiểu mở giao tranh cho một pha cho nó hành tan dở lên nè. Hết đánh rồi.
đam mê. Wow, bên ta kêu luôn chứ. Rồi không sao, ngã lợn game. Mấy cháu nó vui, khi đánh mình thì kiểu như mà áp đảo quá thì mấy cháu nó cũng không có vui. Hai ông già báo rồi, trời ơi khó nha. Nói anh già vậy là khó cho anh già quá sao cô ơi. Lên top chơi làm cá sấu không? Ganh san tê cũng khó. Nghe nó nói câu trả ngược lại hai anh già báo vậy là khó. Nó không đúng anh em ơi, Saco này phế quá. Saco không lên đồ kiểu đam vậy là phải áp lực. Áp lực được AD mà AD bên kia phi quá.